Xin chào các bạn, xin chào thầy Phạm Thành Long. Tôi là Nguyễn Viết Thắng, đồng sáng lập của hệ sinh thái sản xuất và phân phối vật tư đóng gói, dụng cụ đóng gói hàng đầu miền Bắc, website đonggoitietkiem.vn. Hơn 3 năm qua thì chúng tôi đã đồng hành cùng phát triển với trên 2.000 shop online, các xưởng kho, tổng kho bán hàng online trên toàn miền Bắc. Tôi đã có thể đem về cho mình thêm hơn 200 khách hàng mới bằng chiến lược tặng quà miễn phí cho khách hàng của thầy Phạm Thành Long. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ về những cái kinh nghiệm thực tiễn khi chúng tôi thực hiện cái chiến lược tặng quà cho khách hàng này. Đầu tiên thì chúng tôi muốn nói đến việc đối tượng khách hàng. Khi khách hàng đến với cửa hàng của các bạn thì sẽ có hai đối tượng khách hàng là khách hàng quen và đối tượng khách hàng lạ. Để chọn một cái món quà phù hợp và một thời điểm phù hợp để tặng cho những khách hàng quen thì tương đối là dễ. Bạn có thể tặng theo sở thích, tặng theo nhu cầu, tặng theo thời điểm như là sinh nhật hoặc là dịp Tết, hoặc là Noel. Đấy, hoặc là các cái chương trình mà tùy các cửa hàng của bạn đặt ra. Thế còn đối với những khách hàng lạ thì sao? Khách hàng lạ thì có một cái cản trở lớn nhất mà chúng ta phải nhìn thấy, đó là chúng ta và họ là những người xa lạ, chưa gặp nhau bao giờ. Họ chưa biết gì về bản thân chúng ta, dịch vụ, sản phẩm của chúng ta. Vì vậy thì lúc này một món quà nhỏ nó sẽ phát huy tác dụng rất là lớn. Món quà sẽ làm cho người lạ trở thành biết về chúng ta, giúp chúng ta dẫn dắt những câu chuyện để thấu hiểu về khách hàng, về nhu cầu của khách hàng, giúp cho khách hàng cảm thấy mình được quan tâm, mình được trân trọng và mình được tôn trọng vào sự xuất hiện của khách hàng ở cửa hàng của chúng ta là có ý nghĩa. Đấy. Thì những cái lợi ích của món quà thì nó rất là lớn. Món quà dù nhỏ nhưng mà nó cực kỳ là lớn đối với chúng ta. Từ một người xa lạ trở thành người biết về chúng ta đã là một bước tiến rất là dài. Thì bây giờ chúng tôi muốn các bạn hiểu sâu thêm một chút là tặng quà như thế nào cho nó đúng. Thì tặng quà thì có rất là nhiều món quà, có rất nhiều hình thức tặng quà. Nhưng mà tựu chung lại thì tôi đúc kết được hai vấn đề. Thứ nhất là tặng quà thì phải tặng bằng cả trái tim. Đừng làm cho món quà trở thành một cái món đồ trao đổi thương mại. Nó làm hỏng đi cái ý nghĩa của việc tặng quà. Cho dù là một món quà đơn giản, xịn soạn hay là xa xỉ thì bạn đều phải tặng khách hàng bằng cả một tấm lòng của mình. Thì cái bạn nhận được là cũng chính là cái thái độ tích cực của khách hàng đối với bản thân mình, đối với cửa hàng mình, đối với cơ sở kinh doanh của mình. Thứ hai là khi chúng ta tặng quà cho khách hàng thì trước khi tặng quà thì chúng ta phải tìm hiểu được cái nhu cầu của khách hàng, vấn đề của khách hàng đang mắc phải, vướng phải, cần được giải quyết. Thì chúng ta phải tặng món quà có thể giải quyết một phần các cái vấn đề đó của khách hàng. Thì món quà nó sẽ có ý nghĩa hơn rất lớn so với những cái món quà mà nó không đúng cái nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, món quà to, nhỏ, xa xỉ hay rẻ tiền thì nó phải được tặng đúng người, phù hợp, đúng việc, khi cần thì nó sẽ phát huy được hết tác dụng của món quà. Và cuối cùng là khi mà bạn tặng quà cho khách hàng thì bạn đừng quên nói lời cảm ơn với họ và yêu cầu họ điền vào cái mẫu thông tin để bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng hỗ trợ họ bất kể khi nào họ cần. Thì tôi cam kết rằng là không khách hàng nào họ sẽ từ chối cái việc này,
vì họ đang có cái cảm tình với chúng ta trong cái quá trình chúng ta tặng quà và quá trình chúng ta trò chuyện, thấu hiểu nhu cầu, thấu hiểu con người của khách hàng. Đấy. Tôi rất là muốn chia sẻ những điều trên để cho anh chị em cùng nhau góp ý, cùng nhau học tập để có cái công việc kinh doanh nó thuận lợi hơn trong 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 cuộc sống hàng ngày. Tôi là Nguyễn Viết Thắng, sáng lập hệ sinh thái đóng gói tiết kiệm.vn. Đừng quên ấn đăng ký kênh của tôi và nhớ ấn nút hình cái chuông để nhận được những video của tôi sớm nhất. Và đừng quên chia sẻ cái video clip này đến cộng đồng của các bạn nếu như các bạn thấy cái video clip này của tôi nó có ý nghĩa. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào.